Thưa quý vị, dưới tác động của vùng hội tụ gió trên cao, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi có mưa to. Dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở các tỉnh như tại Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và cả Nam Định sẽ dao động từ 35 đến 36 độ. Riêng Hà Nội và Hòa Bình có thể ở ngưỡng nắng gắt ở mức 37 độ. Trong khi đó, một dọc các tỉnh vùng núi phía Bắc như tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và cả Lạng Sơn, nhiệt độ thấp hơn, dao động ở mức từ 32 đến 34 độ. Nắng nóng trải dài suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Tuy nhiên, khu vực vùng núi phía Tây có thể đạt ngưỡng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 38 độ, thậm chí là 39 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay vẫn là một ngày có mưa nhiều, vì thế nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không quá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Chiều và tối vẫn là thời điểm mà cả Tây Nguyên và Nam Bộ dễ xuất hiện mưa dông mạnh, có nơi lượng mưa trên 50mm, kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật nguy hiểm xuất hiện. Trên biển, hôm nay ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió Tây Nam đến Nam mạnh ở mức cấp 5, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng đãng. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 4, có lúc cấp 5, nhưng có mưa dông rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km.